Rồi, chào tất cả anh em. Nay mình lên lô hàng điện, hàng quýt không anh em nha, hàng mới tinh nè. Rồi đầm dùi bê tông, bào, khoan bầu, cưa kiếm, rồi mài góc, rồi lung tung xà bằng anh em nha. Rồi, để tiếp đó chương trình mình lên mớ cái đồ này hút bụi này trước anh em nha. Rồi. Đầu tiên hút bụi DC12V, anh em xài pin cũng được, xài bình cũng được, xài ô tô cũng được. Rồi mình test xong mình quảng cáo thêm cho anh em chút đỉnh. Đó, anh em thấy không? Cái đây nè. Anh em thấy không? Đấy, bụi nó vô trong này nha. Rồi, giờ mình quảng cáo cái này cho anh em xem. Cái này mình bán nhiều rồi, hôm nay chỉ còn hai cái thôi anh em nha, chứ hết rồi. Cái bữa mình bán này chạy lắm. Bây giờ là cái này là hàng mới trong thùng. Nó gồm hai cái đầu nha anh em nha. Cái này là xài vô ô tô. Cái này là nếu anh em xài không còn xài ô tô á, thì anh em cái này là cộng, cái này là trừ. Cái bình ắc quy cũng là cộng, này là trừ. Cục pin cũng vậy, pin máy khoan pin 12V cũng được nha anh em nha. Anh em xài 14.4 vẫn được, nó mạnh hơn thôi. Cái này là cộng, cái này là trừ. Còn đầu này như gắt với ô tô thì anh em biết là chỗ nào cộng chỗ nào trừ rồi, không cần thiết. Còn nếu mà anh em xài ngoài thì anh em này cộng, này trừ. Có nghĩa là dương và âm, âm và dương á, nó tùy theo địa phương ta gọi. Cái này mình bán một bộ như này trong thùng, chưa qua sử dụng anh em nha. Đó, hàng này hàng là xuất Nhật. Đó, rất là bền bỉ. Giá cái này là 450 nha anh em nha, 450. Tất cả hàng mình đều chuyển khoản bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship. Cái số 1. Mình có hai cây thôi. 450k. Rồi. Hôm nay mình có mới đồ chơi vi chai. Đồ nhôm nhựa bạc đặc. Đó. Là cái này là đồ đã tháo thuốc đồ chơi thôi anh em nha, đã tháo ra hết rồi nha. Đấy. Anh em mình lắc lấy cái đầu ra thôi, mình gắn vô mình gắn keo á. À, tháo ra hết rồi, mấy một cái một cục một mũi như thế này là mình để anh em với giá là 50.000 một viên nha anh em nha. Đấy. 50.000 đồng một viên. Tháo ra là rút ra, anh em thì rút ra thôi, còn anh em mua nguyên băng á thì phải báo trước với mình để mình thu thập ngay mấy vừa ve chai nha. Đây bằng đồng, đây là đạn xí vô đã bắn rồi chứ không phải là đạn ấy nha, đạn bắn rồi, đạn nhiều ve chai rồi chứ không ai bắt bế hết. Bởi vì này là đi lượm đào đất đi lượm ve chai là nhặt được thôi. Này là gọi là ca răng M60-40 gì đó không biết, nói chung là mình nghe người ta nói vậy thôi. Anh em gì rút cũng vẫn được, anh em chế chẳng hạn như là gạt bằng thuốc. Này là mình chế gạt thuốc rồi nè anh em nha, cũng không có số lượng nhiều đâu. Đó, 13 viên là mình làm một bộ gạt thằng thuốc. Mình không có đánh bóng, mình làm cho nó đồ cổ như thế này thôi. Còn anh em đánh bóng thì nó ra như thế này. Đó, viên cao viên ngắn anh em làm một cái thùng quẹt. Đây, là xài sẵn cái vipo. Quẹt rất nhạy. Đó, còn thay đá thay tim anh em rút lên là thay, bóp vô rút ra là thay thôi. Rất đơn giản, đánh bóng ra được vậy. Chẳng hạn như một viên. Một viên đánh bóng rồi á, là mình để cho anh em với giá là 150.000. Đã làm hoàn chỉnh, đã đeo làm mặt cái chiên, viên đánh rồi. Đó, là anh em làm mặt cái chiên anh em đeo. Rất là ngầu. Đó, một viên đã đánh bóng ngon lành thành sản phẩm rồi á, là mình để cho anh em với giá là 150.000 một viên. Cái đó không tháo đâu. Được, nó dán keo, nó rút thuốc hết rồi anh em nha. Nè, trong rinh nè, có viên tháo được, viên tháo không. Đó, viên làm xong phẳng rồi là nó là 150.000, 150.000 đồng một viên, chuyển khoản vẫn bao ship. Còn những cái viên lẻ này anh em mua về chế thùng quẹt, tự chế quyết nó rồi, mượn cái quyết đây. Đó, đó, người lính họ làm như thế này nè, vỏ đạn họ nhặt lại họ làm như thế này. Đó, xuống đó là xuống lên ha. Đấy, là mình quyết thôi, quyết rất ngại anh em nha. Cái ruột quyết là anh em mua thay thế vào vẫn được, không có vấn đề gì hết. Rồi cái viết này á, mình để anh em với giá là 250.000 một cái viết này. Đó, chỉ có một cái thôi. Đây là mình coi như là nó làm như gửi vừa mình quảng cáo giùm. Nếu như anh em có mua thì mình phải chờ 2 ngày để nó chuyển hàng về, cho nên mình không biết họ làm đâu nha. Đó, làm thành phẩm như thế này, một cái viết như thế này là 250. Đó, còn một viên đạn như thế này, viên vỏ đạn chứ không có đạn. Hàng đã bị bắn rồi, rút thuốc ra hết rồi anh em nha, bị bắn rồi lỗ nè. Đó, này là người ta gọi là ca răng, cho mình cũng không rành đâu, rút ra đã lột nè, kéo ra. Đó. Đó. Rồi,
Một viên này là mình để anh em với giá 50.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh em mua viên thì mình có bao nhiêu viên. Còn này là đằng của anh, quà của ông Trăng nha. Đó, 13 viên. Đó, 6 rưỡi tôi đó. Ông phải mua thuốc bổ tôi uống. Đó. Còn này làm xong rồi, thành phẩm rồi là 150.000 viên. Còn cái này 50.000 viên. Anh em mua nguyên băng rồi báo trước cho mình một ngày để mình điều động dân ve chai. Hàng bao an toàn anh em, bởi vì bắn rồi nha anh em nha. Bắn rồi là cái túc đạn mình làm lợm lại thôi, thành đồng rồi, rượu ve chai nó cũng còn có. Này hàng hiếm không có mà để anh em mua đâu. Giờ trong khi là người ta đào được hoặc là người ta nhặt được nhiều thì mình có được mấy viên. Rồi. Còn này là thùng quẹt. Quẹt này là quẹt cái này là 12 ly 7. Cũng là xài xăng Vipo. Mình đổ xăng vô là quất thôi nha anh em nha, rất là bền, nó không có gì mà hư hết đó. Anh em đừng nghĩ là mua gì hư, này là tự người lính họ làm. Đó, họ gửi mình bán giùm, họ kiếm tiền thôi mà nha. Nói chung là cũng ủng hộ cho dân lũ lụt mình thôi. Đó. Trong này là họ khắc cho anh em là cặp rồng nè. Đó, cặp rồng nha, hai rồng hai bên nè. Đó. Khắc âm vô đó chứ không có phải là vẽ để nó phai màu anh em nha, đẹp. Chị giá cái quẹt này nằm để anh em với giá là rẻ ôm luôn, ba xị nha. Công phu người ta làm, móc khóa đồ người ta mua người ta gắn vô cho mình. Đó, ủng hộ lũ lụt người dân chiến sĩ á miền Trung á. Đó, mình nói chung là vậy đi. Cái này cũng 300, cái này cũng 300, quẹt này quẹt 12 ly 7. Quẹt là quẹt 2 viên, quẹt 1 viên đây, 1 viên lớn, quẹt 2 viên. Cái này 300.000 cái. Không bằng số đâu. Rồi. Còn đây là 12 ly 7. Đây là 12 ly 7. Đây đồng hết anh em nha, đồng chứ không phải là loại đời pha sắt nha. Đó, cái này là cũng xong hết rồi, đỏ đầu hết rồi, cũng như xong thành phẩm hết rồi, bây giờ chỉ nhét vô làm kiển thôi. Chứ không có ai bắt bế gì đâu. Đó, nhét vô anh em cứ nhét vô xay nhét đóng đóng vô. Rồi thơm thôi. Đó. Lắc 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 này vô thôi. Đó. Anh em về chế tạo cái gì đó hộp quẹt đồ gì đó. Viên này mình để anh em với giá là 120.000 viên lớn nha, viên lớn 120.000. Mình có mấy viên thôi. Đấy. Còn cái này thành sản phẩm rồi á là nó thành 150 nha, bởi vì người ta mài, người ta giọt, người ta công phu lắm. Rồi. Còn răng heo rừng chính hãng bọc bạc. Cái này để anh em với giá là 500 nha, răng nanh heo rừng nha, 500 bọc bạc. Bạc nguyên chất. Đi mua về xỏ bạc đeo thôi, 500. Cây viết hồi nãy quảng cáo rồi. Cái viết mình để anh em với giá 250. Đó, còn cúp đạn lớn này là mình để anh em là tổng thiệt hại là cái gì? Nhiêu quá này. Lục đạn này nè. 120 một viên thế này. Anh em mua mấy viên thì anh em báo mình cũng có mấy viên thôi nha. Anh em về chế mẹ bồng con cũng được mà anh em chế gì cũng được. Gắn vô là quất thôi. Đó. Xay xay thôi nha. Đó. Do mình hoàn cánh hơi lâu thì mình cứ làm xay xay nó xuống thôi. Bởi vì khớp nó mà không mà nó kẹt lấy tùy nhám. Không có gì mà nó ghê gớm. Hàng này không có mà để anh em mua 120.000 viên thế này. Đấy. Rồi à, giờ bắt đầu mình qua hàng điện nha. Hôm nay anh em điện thoại, cái số mình nghe điện thoại, bởi vì mình có rảnh khoảng thời gian khoảng tuần lễ mình nghe điện thoại trực tiếp, bởi vì mình cũng nhớ anh em, thời gian nhớ anh em, để em gái mình nghe rồi. Giờ em gái mình nó bận công việc, nó đi đi làm giúp công việc nhà gia đình, chuẩn bị ăn cưới ăn tiệc ăn tùng gì đó. Đó chắc nghỉ hơi lâu, thì giờ mình đích thân mà nghe điện thoại cho anh em. Rồi viên này để anh em 120.000 viên, không có chỗ nào rẻ hơn anh em nha. Rồi bây giờ tiếp hàng điện. Rồi số 2 là một cây bắt đầu số 9. Số 9. Rồi số 9 nha. Rồi số 9 là một cái cưa xích Kinova phun nhớt tự động, không có phải bóp. Độ nhớt vô là anh em bóp thôi là phun nước tự động hết. Rồi test máy. Ngon lành. Giá em nó để anh em với giá 600 thôi. Cú đỡ đó bạn. 600 thôi anh em nha. Đây số 9. Rồi số 9 600. Anh em có điện thoại số trên màn hình á, 692 6 cuối số ngày xưa anh em mình liên lạc với anh em á. Nên giờ mình nhớ anh em gọi lại.
em mình nó bận á. Cây số 10. Số 10 là cưa đĩa lưỡi 590 nha anh em nha. Rồi để anh em giá 400 anh em xài luôn. Hàng bao rẻ bao đẹp. Thắng trước rồi. Rồi, dàn lưỡi chưa chặt đâu, dàn lại là xong nha anh em nha. Bao anh em xài được. Không được anh em được quyền trả. Người bán hàng có sai, người bán hàng chịu trách nhiệm. Cây số 10. Số 10, rồi 400. Cái số 11 là con hai chức năng, con thường con búa đó, có đạo chiêu đàng hoàng anh em nha. Xích tới mà xích tới xa quá mà không thấy máy đưa ghế tới rồi, có điều tóc luôn, bóp nhẹ nhiều. Rồi có con thường con búa, để cái con búa để rồi, nói chung hàng là bao ngon bao đẹp. Rồi đạo chiêu rồi có hết đầy đủ. Rồi giá em đó là 550 luôn. Thắng rẻ cho anh em luôn. Cây số 11. Ừ. 550. Rồi, cưa đĩa lưỡi 165 đó của thằng Hitachi. Đế nhôm. Rồi, giả nhựa. Giá là 420.000 cho một con cưa đĩa vỏ nhựa đế nhôm của Hitachi lưỡi 565 cây số 12 600 hả? À không có 420.000 cưa đĩa 420.000 rồi. Rồi mài góc cái này là 300.000 một máy của Ryobi, nó chén bát nó chụp đầy đủ anh em nha, không có sai sót gì hết. Tất cả hàng mình điều chuyển khoảng khoảng 3 ký như thường anh em nha. À, trước sau sau vậy chứ không có đổi bằng dễ. Rồi. À, khoan hai chức năng, khoan thường, khoan búa, đầu kẹp 13 ly của Hitachi. Đó, này nồi hàng tới đó. Đây là kẹp cò rồi. Kẹp cò rồi, thôi, để 2,5 luôn. Rồi không ngại, vậy là biết rồi. 14. Kẹp số 14. 14, khoan hai chức năng kẹp cò, 2,5. Rồi, cưa kiếm, đại bót. Đó, nó có nút an toàn tự do đây đây anh em nha. Đó, ngập ngược lại rồi, đúng rồi, có đá lưỡi đàng hoàng anh em nha. Rồi để anh em với giá là 550 luôn, cua kiếm bót hết. Rồi số 15 cua kiếm bót, rồi giá 550. Đó, khoan bầu khủng long bảo chúa. Đó, cái đầu kẹp coi như là 19 ly của Japan anh em nha. Cái này là cũng lăn bầu chúa luôn. Tất cả hàng điện của mình điện 100V. Rồi cái số 16 con đầu. Rồi giá 600 luôn. Như mấy? Rồi 16. Rồi 17 là một cái bào. Lưỡi 110. Lưỡi 136 chứ không? Còn mấy cái chưa tiết mà phải không? Lưỡi 136. Rồi lưỡi đẹp, không có mẻ anh em nha. Đấy. Rồi, test máy. Bào lưỡi 136 thành công. Rồi. Bây giờ cô nhớt anh em về bỏ nhớt vô để anh em luôn giá 600 luôn, bào 136. Rồi, giá 600 luôn. 16 hả? 17, 17. Rồi 18 là một cái đầm dùi bê tông. 17 là 600 hả? À, 17 600, đầm dùi bê tông. Rồi giá em nói là 6,5 luôn, hàng này kiểm tra rồi mình biết được nó ngon nó lành như thế nào rồi, đập cái là ngon, đuôi dài 1 mét anh em nha, roi dài 1 mét. Rồi giá em nói là 6,5 luôn. 18 hả? 18, 6,5 làm dùi. Rồi mà kia test máy kia coi cái nào chưa test. Rồi mài góc này cũng ban của Makita 3,5 luôn, chén bán nó chụp đầy đủ, có một cái đục khủng long bảo chúa đầu 30 anh em nha. Rồi,
mai kiểm tra. Rồi cái số 20 là con hai chức năng không đảo chiều, có mũi tặng kèm, này là chỉ là động lực bê tông thôi đó, nó không có con thường không rồi gì hết đó, bấm là quốc ra rồi cũng thử luôn. Cái số 20 là cái con bê tông rồi, giá 500 luôn, không có lỗi phải gì lửa củi bao rồi anh em nha. Rồi cắt bê tông nước, cái này lưỡi gắn xa là rất cẩn thận, chưa thắm gắn xa lưỡi rồi, bây giờ không có bỏ cái mặt kia cho nó không còn khớp. Cắt nước bê tông quay anh em cũng mang guitar lưỡi 180-190. Rồi tiếp nhắc sơ thôi để rồi, đó. Lưỡi đó anh em bỏ mình thay lưỡi khác cho anh em, lưỡi sai á. Rồi cái này là bao bao đẹp, bao ngon, bao lửa, bao củi, giá 700 luôn. Cái số 21 bao nhiêu anh? 700. Rồi cuối cùng, cây cuối cùng là cây đục bê tông khủng long bạo chúa của Hitachi, hai bữa nào đây của Makita. Rồi đó, mũi bự nha anh em nha, đó, một máy một mũi, nắp sơ thôi là bể cái nền tao. Rồi đây đó, có tay cầm thì kiếm đàng hoàng. Rồi ok gà ta anh em nha. Rồi cây này em để anh em với giá 1,7 triệu là cái số 22 phải không, 22 là cây chốt hạ. Anh em mua gì thì alo mô tô. Rồi 1,7 triệu này là bao bao ngon bao đẹp luôn anh em nha. Rồi anh em mua gì thì ủng hộ giúp mình. Rồi thân ái chào anh em, bye bye, see you again. Cầm tay đi.